Thật ra đó, mình sống và làm việc trong suốt thời gian vừa qua, chẳng có suy tính gì nhiều đâu. Và chưa có bao giờ ý thức một cái chuyện là mình đi theo cái nghề này để làm giàu. Mình chỉ làm cái gì mình thích thôi. Đó, Em thành hiểu. ra đó, nhờ như vậy mà mình duy trì được cái công việc mình nó lâu, nó bền. Mình không thấy mệt mỏi với công việc, không thấy chán chính mình. Thì hiện bây giờ là mình đang vào cái độ tuổi mình sống chậm, rất ý thức sống chậm. Sống chậm không phải là chậm với trào lưu, mà là sống chậm là để biết tận hưởng vũ trụ, tận hưởng những cái giá trị mà cuộc đời, thiên nhiên ban cho, để mình tận hưởng cái đó. Thí dụ hồi xưa uống một ly nước, uống vội vã đi còn chạy đi công việc, không, bây giờ mình thích một tách trà nóng, ngồi Nhâm nhi. nhâm nhi Một chỗ thật đẹp. một chỗ thật đẹp, để có khi để nhìn một con chim hay một con bướm nó bay thôi, có khi để nhìn mưa rơi trên đường phố thôi. Nhưng mà lúc đó thấy cái tâm hồn mình nó lắng động. Lắng động để làm gì? Để còn biết cảm thông với số phận của người khác. Cái đời sống tinh thần nó rất là quan trọng. Cuộc sống này nó giống như một trái táo thơm. Nhưng mà một cái trái táo thơm không có nghĩa là nó không có chỗ bị sâu, bị dập. Trong đời sống mình biết gặn lọc những cái điều ngon, lựa chọn cái gì mà thơm ngon đến với mình, và cái nào mà nó không tốt thì mình thải nó ra. Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc là một nghệ sĩ tài năng của sân khấu kịch. Anh được mệnh danh là phù thủy của những vai diễn. Khán giả nhớ đến anh qua nhiều các vở diễn kinh điển như Lôi Vũ, Dạ Cổ Hoài Lang, Ngôi Nhà Không Có Đàn Ông. Là để tôi tự giá gia đình. Bí Mật Vườn Lệ Chi, Đêm Họa Mi, vân vân. Hay chuỗi các vở hài kịch Ngày Xưa Ngày Xưa dành cho thiếu nhi. Anh còn đảm nhiệm nhiều vai trò khác như người dẫn chương trình, diễn viên điện ảnh, đạo diễn sân khấu, làm giám khảo của nhiều cuộc thi về âm nhạc, nghệ thuật, vân vân. Là em giới thiệu anh bước vào tuổi 60, nhưng mà nói thật là em không tin. Còn cảm giác của anh ra sao ạ? Anh có tin là mình 60 không ạ? Trời đất ơi, đối với phụ nữ thì người ta rất là ngại nói về cái tuổi của mình. Nhưng mà riêng đối với tôi thì bởi vì mình không phải là phụ nữ, cho nên khi mà ai hỏi tuổi của tôi á, tôi rất là mạnh dạn, tôi nói của tôi thiệt của mình. Mình lại còn tự hào nữa phải không anh? nhưng mà thích lắm, bởi vì nhiều người nhìn lọc thì cứ nghĩ là mình chỉ mới chừng 45 thôi. Cái điều này là Huyền tin rằng là mọi người đều cảm nhận được ở anh. Bí quyết của anh Lộc là gì? Tại sao mà anh giữ được cái sự trẻ trung, không những chỉ ở gương mặt mà ở cái tính cách, ở cái phong cách của mình như vậy? Có lẽ một phần á là do mình nhỏ con á. Những cái người mà nhỏ con á, khi họ trẻ lâu hầu thường như là được họ như trẻ vậy. Lâu á. Một phần mình nghĩ là do cái môi trường làm việc mình làm nghệ thuật, cho nên mình cảm giác là cái tâm hồn mình nó phong phú, nó bay bổng và luôn luôn vui tươi á. Khi mà cái tâm thái của mình nó luôn luôn lạc quan nè, sống lạc quan nè, yêu đời nè, luôn luôn vui vẻ với tất cả mọi sự cảm nhận của mình. Nó tích cực, ngay đúng cả không khi anh? Người ta cảm nhận cái nỗi đau của người ta đó, nó cũng ở một cái hướng rất là tích cực. Thì tự nhiên á, nó làm cho những cái tế bào ở trong cái cơ thể mình nó không bị lão hóa đi, nó không bị thoái hóa cái đi. Đó là có thật luôn đó. Khi mà cái tai ương nó đến với mình cũng xem đây là một cái sự thử thách của cuộc đời, và mình cứ lạc quan, mình đón nhận cái điều đó đến với mình. Cái tự nhiên giống như là mình tự khắc tìm được một cái chìa khóa cho cuộc sống mình đó, thì tự nhiên nó có khi như vậy đó Huyền ơi. Thì ở trong cái người mình nó luôn luôn có một cái năng lượng tích cực. Em nói thật là em rất phục anh. Khi mà tại sao ở độ tuổi này mà anh vẫn lên sân khấu để biểu diễn những cái vai phải nói là cực kỳ nặng như vậy, vừa hát vừa nhảy vừa múa vừa nói, mà thậm chí không phải nói bình thường, nói sân khấu là Huyền hiểu hóa lắm. Trang giọng này kia. Trời ơi, thế mà anh vẫn có thể như là một con người nhỏ bé nhưng mà sức gấp đôi người khác vậy. Điều này thì em phải chúc mừng anh. Đấy cảm là ơn, một cảm cái ơn, điều Huyền. Mà rất là đáng quý. Yeah. Mỗi một độ tuổi thì chúng ta sẽ có những cái ngưỡng khác nhau, và giống như cái bài hát là em ơi 60 năm, 60 năm cuộc đời là bắt đầu phân chia từng giai đoạn, từng cuộc mốc một. Thì anh là một người mà biết được là ồ, năm sau mình sẽ 60, hay là đến lúc mà ngưỡng 60 anh mới giật mình rằng ồ, vậy là mình đã 60 rồi ư?
thì anh ở phía bên nào? Phía bên nhìn vào và chờ đợi hay là ở bên giật mình nhìn lại? Hồi còn nhỏ đó, đã. Nhìn ba mình, cái tôi nghĩ vậy nè, tôi nói 40 tuổi là già lắm rồi. Thôi có lẽ 40 tuổi mình qua đời được rồi. Là đủ rồi. Trời, suy nghĩ tích cực ghê không nhiều. Cái khi mà tôi sống tới 41 tuổi, cái tôi nhìn vào gương tôi thấy sao mình còn trẻ vậy ta? Sao mình lên sân khấu còn mạnh khỏe vậy ta? Mình còn diễn ngày xưa nhảy tăng còn đóng đa tra được luôn. Cái tôi nói thôi 40 tuổi chết sớm lắm. Lâu lâu suy nghĩ lại rồi không? Suy nghĩ lại. Dạ. Thôi 10 năm nó đi, 50 tuổi hãy đi được rồi. Tức là thêm một mức nữa, 50. Dạ. Chê tới 50 tuổi cứ tôi thấy ủa, tôi vẫn còn đóng yêu đương trên sân khấu được mà. Tôi vẫn còn đi quay phim được mà. Dạ. Sao chia chết chứ sớm vậy? Hồi lâu lâu nữa đi. Đấy. Rồi cái cho tới bây giờ ngồi đây. Dạ. Thì tự nhiên thì biết không, bây giờ nhiều đồng nghiệp của tôi á, nó mới 25, 26 tôi đã vẫn gọi tôi bằng anh. Tôi sướng quá trời. Cái tôi nói ờ ha, tại sao hồi nhỏ mình suy nghĩ chi tiêu cực vậy? Tại sao mình không tận hưởng tất cả mọi thứ ân huệ mà vũ trụ đã ban cho mình, dạ, cuộc sống đã ban cho mình, và mình tận dụng nó một cách tích cực nhất? Là có nghĩa là mình cứ làm việc vô tư, làm việc và ra những sản phẩm. Mình làm cái gì có ích cho cái cuộc đời này thì mình cứ làm, cho đến khi nào cuộc đời không tiếp nhận mình nữa thì thôi. Mình sống tích cực thì cái suy nghĩ mình nó tích cực đó. Thì cái góc độ nhìn của mình nó lý giải một vấn đề, nó sẽ tích cực. Suy cho cùng là sống vì bản thân. Sống cho bản thân có nghĩa là mình phải biết thương cái thân của mình. Đúng. Mình phải biết trân trọng cái con người mình. Cái sinh mạng của mình. Và mình trân trọng, mình giữ gìn nó để chi? Để được sống nhiều hơn, lâu hơn, để được làm việc nhiều hơn. Có rất nhiều người khi bước vào độ tuổi 60 không được như anh. Đến 1/3 số người ở độ tuổi 60 là họ bị cảm thấy là bị stress này, rồi bị sức khỏe về cả tinh thần lẫn sức khỏe về mặt thể chất cũng bị suy giảm. Bây giờ hỏi tôi có sự căng thẳng khi bước vào độ tuổi 60 hay không? Từ 50 cũng có căng thẳng rồi Huyền ơi. Bởi vì nhà ta thiết là một trong những cái điều nè, sức khỏe, mình sợ sức khỏe mình suy sụp. Sợ bị đột quỵ. Đúng. Sợ bị đột quỵ, sợ bị đau tim. Sợ bị ung thư. Sợ chứ. Sao? Tại vì con người ta vẫn đứng sinh ở trong cái vòng sinh lão bệnh tử. Đúng vậy. Yeah. Cho nên như vậy thì mình sống độc thân, ai lo cho mình cái chuyện này nếu như một ngày nào đó mình lăn đùng ra mình bệnh? Dạ. Yeah. Đấy là mặt trái của vấn đề là anh chọn đời sống độc thân vui tính đấy. Dạ. Yeah. Nhưng mà tôi vẫn có những người bạn chí cố. Dạ. Yeah. Đấy. Và chúng tôi cũng có một cái sự thỏa thuận quan tâm đến cuộc đời nhau. Đấy. Nhưng mà cái điều đó cũng không nghĩa là mình chỉ y vào điều đó. Bản thân mình phải lo cho bản thân mình. Thí dụ một ngày tôi vẫn uống những cái viên thuốc để ngăn ngừa đột quỵ, thí dụ như vậy. Mình phải lo cho cái thân mình ngăn ngừa đột quỵ. Tôi uống nước nguội, nước trắng nhiều hơn là uống nước ngọt có ga, thí dụ như vậy. Uống tất cả những cái loại uống có quá nhiều đường. Hạn chế ăn ngọt, không ăn béo, không ăn thịt đỏ. Mình cố gắng mình hướng đến cái đời sống hơi organic nhiều hơn. Còn cái chuyện mà sanh lão bệnh tử là cái chuyện rất thường tình. Dạ. Hơn lúc nào hết, mình càng có tuổi mình lại càng yêu cuộc sống và thiết tha sống lâu với nó. Nhưng nếu một ngày nào đó mình phải chia tay nó, tôi cũng chẳng có ngậm ngùi gì đâu. Dạ. Bởi vì tôi nghĩ là cái đó là quy luật của cuộc sống. Và cụ thể là khi bước vào 60 tuổi thì cái công việc của anh có gì thay đổi hay không? Hay anh vẫn Hiền ơi, bây giờ mình vẫn còn làm diễn viên đó. Đúng rồi. Dạ. Cái sức làm việc của mình có cảm thấy thay đổi không ạ? Rất là cảm ơn số phận đã cho tôi được một cái sức khỏe như vậy. Dạ. Ngoài cái chuyện mình ý thức bản thân để mình giữ được cái cường độ và phong độ làm việc như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên là mình cũng phải biết tính toán chứ. Thí dụ hồi xưa mình tập một cái điệu múa, mình có thể mình làm một động tác khỏe đến thí dụ như 12 nhịp. Mình làm chậm nó lại thì nó kéo ra 18 nhịp hoặc 20 nhịp mới xong một động tác cũng không có sao. Nhất là những cái chương trình ngày xưa cho trẻ con đó. Đã. Khi người ta làm cho mình một cái chủ động tác đó, mình xin phép với biên đạo là em anh đã tiếp thu cái động tác của em rồi, nhưng cho phép anh được sửa lại một chút xíu theo cái sức khỏe của anh. Mình biết liều lượng cái công việc mình lại cho nó phù hợp với cái nhịp tim của mình, với cái nhịp thở của mình. Dạ. Để mình có thể trụ lâu dài cho công việc.